Đỉnh cao quá, bay tinh tóc đi rồi. Tao em càng thương điệu đâu. Đây xuống lấy ra, đây xuống lấy ra. Nói chung là năm nay tôi có hạn điện thoại các ông ạ. Hết mất iPhone XR này, xong bây giờ mới mua được con 6S 1,5 triệu. Chưa kịp làm video review thì đây, anh em thấy ngay là nó toang hoác còn mỗi cái sắc hồng. Và lý do vì sao thì hãy để mình chia sẻ trong video hôm nay. Chính xác thì là con điện thoại này bị rơi xuống bể bơi. Thế thì hãy để mình chia sẻ luôn cả những cái kinh nghiệm xử lý điện thoại khi gặp nước của mình nhá. Cái máy này... Đấy anh em hiểu rồi, kinh nghiệm đau thương từ chính bản thân mình chứ không phải hàng cóp nhặt trên mạng đâu. Kinh nghiệm thật đấy. Đầu tiên thì mình xin nói luôn là mình đang dùng một chiếc iPhone 6S. Nhưng mà những cái gọi là kinh nghiệm và kiến thức này thì nó phù hợp, nó sử dụng được và áp dụng được với tất cả các dòng điện thoại nói chung. Anh em nên làm, nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Xin khẳng định luôn là kể cả những cái máy có kháng nước ấy thì cũng chưa chắc là nó đã sống được khi rơi xuống nước, rơi xuống bể bơi hay là bất kỳ một cái gì đâu. Do đó anh em làm ơn hãy sử dụng điện thoại của mình một cách gọi là cẩn trọng nhất có thể. Với iPhone 6S thì nó không có tính năng kháng nước luôn. Tuy nhiên sau khi mình áp dụng một số những cái mẹo nho nhỏ mà có học được thì công nhận là cũng có hiệu quả. Máy nó đã lên nguồn, chỉ mỗi tội là chết màn hình và mất cảm ứng thôi. Thì... thì nói rông nói dài, tất cả những cái mẹo đó là gì? Đầu tiên, anh em nên mua những cái điện thoại có kháng nước đã. Dù sao đây vẫn là một cái chuẩn đã được gọi là công nhận bởi một tổ chức quốc tế. Đó là IP67 như là iPhone XR này, hay là IP68 trên các dòng iPhone 12, 12 Pro Max mới. Cái thứ hai, anh em không nên mua điện thoại quá cũ. Bởi vì sau một thời gian sử dụng lâu và dài á, thì đôi khi là những cái lớp keo bọc viền màn hình nó đã bị bong ra, nó đã bị ảnh hưởng do cái nhiệt lượng từ máy tỏa ra sau thời gian sử dụng. Hoặc đôi khi là nó cũ quá thì nó không còn dính nữa. Cái thứ hai, anh em nên mua iPhone cũ ở những cái địa chỉ uy tín, ví dụ như là Di Động Việt. Tại đây thì đang bán tất cả các dạng hàng từ iPhone cũ, iPhone xách tay. Nhưng mà tất nhiên là mình vẫn luôn khuyên anh em hãy mua iPhone chính hãng. Hiện tại iPhone 12 series bao gồm 12 mini, 12, 12 Pro và 12 Pro Max đều đã về hàng rất nhiều. Cái sản phẩm iPhone 12 mini là sản phẩm mình thích nhất, thì giá của nó cũng là rẻ nhất, anh em có thể trade in lên đời, tiết kiệm rất nhiều tiền. Bắt đầu của nó chỉ là trên 18 triệu đồng thôi, và anh em hoàn toàn có thể tiết kiệm lên tới 21 triệu đồng khi sử dụng trade in lên đời. Thế còn khi mà cái điện thoại của anh em rơi xuống nước rồi thì anh em phải làm gì? Đầu tiên, nếu mà bị ướt thì hãy mang nó ra khỏi cái chỗ ướt át đấy nhanh nhất có thể. Đấy, rất nhiều người thích ướt át nhưng mà mình thì không, và điện thoại thì cũng như vậy. Mình thì anh em xem video đã hiểu đúng không? Ngay sau khi điện thoại rơi xuống nước thì mình chỉ mất khoảng 3 đến 4 giây mình cởi cái áo ra. Mình định cởi cả quần đấy nhưng mà quên mất là ở đấy có nhiều chị em, lỡ nhìn thấy cái con quái vật xà tinh của mình thì lại sốc, cho nên là thôi mình mặc cả quần chui xuống. Và sau khoảng tổng cộng là cỡ 20 giây cho tới 25 giây thì cái điện thoại của mình lên được trên khỏi bể nước, gọi là thoát ra khỏi cái bể bơi thôi, chứ nó vẫn dính nước. Tuy nhiên thì tắt nguồn cũng rất là khó bởi vì lúc này nó bị loạn cảm ứng. Xong rồi mình phải giữ nút nguồn để tắt nóng. Trong vòng 30 tiếng chờ trước khi tháo máy ra thì mình cũng đã có sơ cứu một số cách, ví dụ như là tháo khay sim, tháo hết tất cả các cổng, nhét nó vào túi gạo và chắp tay, thắp hương, cầu khấn cho nó không dính nước. Nhưng mà anh em thấy ngay, đấy, đây là giai đoạn tháo máy này. Cái việc tháo máy này thì rất cảm ơn anh Hiếu từ iBoy. Ngày xưa mình mua iPhone XR của anh Hiếu á. Các bạn sẽ thấy ngay rằng những cái phần main hay là pin hay là tất cả những yếu tố bên trong đều đã bị dính nước tương đối. Khi tháo đến màn ra thì ui dồi ôi, dưới cái lớp ốp màn thì nó là một nùi nước. Mình định dùng từng chửi bậy nhưng mà thôi. Một nùi nước. Và kể cả các bạn thấy đấy, có nhét vào thùng gạo, có làm bất kỳ một cái gì đi nữa thì nước nó vẫn đọng rất là nhiều ở bên trong linh kiện của máy. Bởi vì đây là một chiếc điện thoại không có tính năng kháng nước và đã bị tháo ra để thay pin một lần rồi, nó hở, nó không kín, vân vân và vân vân. Do đó anh em nếu mà khi điện thoại dính nước, ngay lập tức tháo cái máy ra luôn cho mình để lau, chứ còn sấy hay là nhét vào thùng gạo nó cũng không có tác dụng gì đâu. Rồi thế tiếp theo thì anh Hiếu cũng có chia sẻ với mình một số những cái kinh nghiệm. Cái bộ phận ở phía dưới của cái máy này chủ yếu là cục dung rồi những cái linh tinh á, thì khoảng 90% là nó sẽ không chết khi ngấm nước nếu mà anh em kịp tắt nguồn. Đến phần bảng mạch này cũng rất là dễ oẳng, nhưng mà cái tỷ lệ sống của nó là cỡ gọi là 50-50. Tức là nếu anh em tắt nguồn kịp, tháo nguồn kịp, không cho nó dính điện thì nó cũng không sao. Tiếp theo là đến phần màn hình, thì 99% anh em đã cho điện thoại vào nước, nó sẽ chết màn hình. Do là nước nó sẽ kẹt vào giữa các lớp màn hình hay là các lớp phản quang, rất là khó để lấy ra. Đó. Cuối cùng thì là sau khi anh em tháo máy ra xong, anh em xì khô, anh em hơ nóng, sau em lắp máy vào, mình cũng làm yệt như vậy. Và bật lên thì wow, máy lên rồi. Mỗi tội là công nhận màn hình 99% bị oẳng, và nó đã oẳng thật.
Mình thì vẫn nhận được cảm ứng sơ sơ, gọi là loạn cảm ứng do nó bị đọng hơi nước ở phía dưới cái lớp màn hình đó. Và sau khi cố thử các thứ thì cuối cùng là mình không thể vào được, không thể đăng nhập được vào bên trong máy. Và hiện tại thì mình chắc là mình sẽ chờ để mua một cái màn hình mới về, mình lắp vào, mình làm cái phần 2 anh em xem. Do đó anh em đừng quên để lại một like, một subscribe, bấm chuông, không bỏ lỡ cái video gọi là cứu sống iPhone 6S sau khi rơi xuống bể bơi. Bể bơi hơn 1 mét đấy, áp lực kinh lắm anh em ạ. Đó, thì đó là tất cả những cái chia sẻ của mình. Hiện tại thì mình chỉ biết thôi, đấy là cái nút nguồn và Touch ID thì nó vẫn hoạt động. Bởi vì khi mình ấn, mình nhận vào thì nó vẫn pop up lên cái khung để nhập mã, nhưng mà không thể qua được cái lớp màn hình cảm ứng. Do đó thì mình cũng chịu, không biết được camera có làm sao, pin, nguồn, tất cả các thứ yếu tố như thế nào. Đó, cho nên là nếu anh em sợ điện thoại hỏng, dính nước hay là làm sao khi mà rơi xuống bể bơi ấy, mua ngay một chiếc điện thoại có khả năng kháng nước IP68 ở độ sâu 6m, tức là iPhone 12 series chứ còn gì nữa. Nếu anh em quan tâm, click vào link ở dưới phần mô tả video, tham khảo ngay tại Di Động Việt. Tất cả các mẫu iPhone 12 bây giờ đã về hàng rồi. Ở cái phiên bản 11 Pro Max này, giá thấp nhất của 12. Nó. Cái phiên bản 12 Pro Max này, giá bắt đầu của nó là trên 33 triệu đồng cơ. Chính xác là 33.590.000. Mình vừa tham khảo giá để mua điện thoại mới xong. Ngoài ra anh em đừng quên cái chương trình Trade In lên đời và mã làm thành viên Relapse giảm giá 150k. Rồi, anh Linh, bắt đầu em gọi điện thoại. Quay trở lại với câu chuyện chia sẻ, tổng kết nhá. Nếu mua điện thoại cũ thì hãy ưu tiên những cái máy cũng có kháng nước và cái date nó gần một chút thì cái khả năng kháng nước của nó ít bị ảnh hưởng qua thời gian sử dụng. Còn đến một khi mà điện thoại của anh em đã rơi xuống bể bơi, rơi xuống nước rồi, hãy ngay lập tức đưa nó ra khỏi cái môi trường đó, tìm mọi cách tháo luôn cái máy ra. Xì hơi, xì khói, xì sấy xì tóc với cả là thùng gạo không có tác dụng đâu. Tháo luôn nó ra, làm mọi cách lau khô, làm sạch, tắt nguồn nó đi. Và anh em, chúc anh em may mắn khi mà cắm được dây lại và kích nguồn nó lên. Mình thì đã may khoảng 80% rồi, đấy là lên được nguồn. 20% còn lại thì không may lắm là chết màng và hỏng cảm ứng. Rồi, xem đến đây thì anh em đừng quên để lại một like, một subscribe, bấm chuông, không bỏ lỡ những video tương lai. Và quan trọng hơn hết là ủng hộ chúng mình, ủng hộ một reviewer nghèo nhất giải thiên hà này. Sắp Tết rồi, mong là có bánh chưng và mua được điện thoại mới để review cho anh em. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Lại màn xám tiếp. Cày vãi.